nhưng không thấy sọt rác trên đầu mình đâu. Do đó là chúng ta gì ạ? À? Chúng ta tại sao chúng ta không bình an được trong hàng ngày của chúng ta? Vì chúng ta chỉ nhìn hạt cát trong mặt người khác thôi, nhưng không thấy sọt rác ở đầu mình. Do đó chúng ta đau khổ. Do đó là chúng ta thích tấn công người khác. Chúng ta xem những người khác chỉ cần có một cái sơ hở gì là chúng ta tấn công vào, và chúng ta vô cùng hả hê về điều đó. Ai đồng ý với tôi là có cái chuyện đó, có cái sự thật đó, quý vị comment cho tôi số 7 ạ. Kể cả những đứa con của mình ạ, chúng ta tấn công vào những cái khiếm khuyết của đứa con của mình. Vậy mà chúng ta lại vẫn muốn con của mình, thầy ơi, thầy là nhà tam vấn, thầy giúp cho con em tự tin đi thầy, thầy giúp cho con em thông minh đi thầy. Thế nhưng mà con em ở nhà, em mơ vượn danh nghĩa tình yêu thương, đúng không? Ví dụ em chỉ cần cáu chồng em là con em ăn đủ ngay. Đấy, thế mới đau khổ. Giận cá đúng chém thớt, đúng nghĩa quy luật tâm lý, đúng không ạ? Đấy, quý vị ạ. Rồi gì ạ? Mất ngủ, rồi béo phì, rối loạn tâm thần rất là nhiều nhá. Bởi vì chơi quá mà, xem quá nhiều ạ. Chỉ cần quá 2 tiếng một ngày là có vấn đề ngay, chứ không phải đơn giản đâu. Nhà tâm lý học người ta đã đúc kết rồi. Rồi mối quan hệ thì tiêu cực, đúng không? Trẻ không chủ động trong việc giao tiếp với bố mẹ, rồi giao tiếp với bạn bè, rồi chúng cái gọi là trưởng thành giả đấy quý vị ơi. Rất nhiều cha mẹ bảo con tôi thông minh lắm thầy Tư ơi, có 4 tuổi mà tiếng Anh đọc oanh quách, rồi biết rất nhiều thông tin. Trời ơi, đấy là phỏ, là cái xác thông tin thôi. Quý vị đang rất nhầm lẫn là cho rằng là trẻ thông minh là vì trẻ biết nhiều á. Xin thưa với quý vị là người Việt mình rất nhiều người là thiếu cái kiến thức trí tuệ cơ bản, mà chủ yếu là lõi là thông tin, xác thông tin. Rất vô hồn, rất vô cảm, nhưng lại nghĩ rằng là mình là người hiểu biết hơn người khác. À, tôi chung thế thôi nha. Và khi đứa trẻ bởi cái gọi là trưởng thành giả thì ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc của chúng. Và cảm xúc của chúng bị ảnh hưởng mà lâu dần thì gì ạ? Chúng sẽ vô cùng mất tự tin trong việc xây dựng các mối quan hệ tích cực. Và điều đó lý giải vì sao mà rất nhiều đứa trẻ mà khi lạm dụng quá các thiết bị điện tử thì chúng đều khó có thể có các cái mối quan hệ lành mạnh. Vì vậy là chúng hay chơi với những bạn bè ảo là như vậy. Rất nhiều đứa trẻ tâm sự với tôi, thầy ơi, em chỉ vào game em mới thấy, em mới tìm được bạn ạ. Còn em ở nhà, bố mẹ em không ai chơi với em, mà chỉ mở miệng ra là mắng em ạ. Thế mới hay, có những người cha, người mẹ mùa dịch ở nhà mà mắng con tần suất cực cao ạ. Vừa sáng con thức dậy đã mắng rồi vì tội dậy muộn ạ, mặc dù mùa dịch ạ. Rồi mắng con về tội là học bài làm bài chưa đầy đủ. Mắng con bởi vì gì ạ? Lười làm việc nhà, đúng không? Lẽ ra là gì ạ? Buổi sáng chúc con tốt lành có phải tốt không? Chúc con một ngày vui vẻ, bình an có phải tốt không? Đây không, đúng không? Thậm chí tối rồi, lẽ ra là phải chúc con ngủ ngon, đúng không? Thì không ạ. Chúng ta phải là thực hành như lúc chúng ta đang yêu ấy. Là gì ạ? Là sáng chúc anh buổi sáng tốt lành, trưa chúc anh buổi trưa vui vẻ, đúng không? Tối chúc anh buổi tối bình an. Và thậm chí anh đi ngủ rồi, nhưng vì em nhớ anh quá, em dựng anh dậy để em chúc ngủ ngon. Đấy, chúng ta làm được như vậy trong thời kỳ yêu cơ mà. Thế tại sao mà chúng ta khi có một gia đình yêu thương, chúng ta không áp dụng cái chiêu đó? Thay vì người yêu là chúng ta chuyển hướng sang gì ạ? À, sang đứa con của mình hoặc chồng của mình, chúng ta vẫn tiếp tục dùng cái chiêu đó có phải hay không? Đây không ạ. Mắng từ sáng đến tối, con ăn thức ăn đầy cọc ti xôn từ sáng đến tối, trong lúc học rồi trong lúc ăn uống. Thế là tự nhiên là tại sao mà sơn nào hải vị trẻ không thèm? Bởi vì trẻ ăn với cọc ti xôn, quý vị ạ. Quý vị đã trộn cọc ti xôn vào cơm của con, trộn cọc ti xôn vào học tập của con. Vậy mà quý vị lại còn muốn con của mình hứng thú học, tập trung học. Đấy là điều rất khó, rất khó, vì chúng ta vi phạm quy luật tâm lý. Và xin thưa với quý vị, không phải ai cũng biết điều đó đâu. Không phải ai cũng biết và chuyển hóa được đâu. Và hãy nhớ nhá quý vị nhá, là dịch bệnh thì trẻ vẫn phải học hàng ngày. Vậy trẻ học bằng cách gì đây? Có hai con đường học tập nhá. Không chỉ quan tâm đến trẻ học được cái gì từ sách vở đâu ạ. Mà cái học thứ hai vô cùng quan trọng đây quý vị ơi, đó là học, đó là gì ạ? Cảm xúc xã hội cần phải được giáo dục cho trẻ. Giáo dục cho trẻ sự biết ơn, giáo dục cho trẻ tình yêu thương, giáo dục cho trẻ sự đồng cảm với những số phận con người. Những cái đó quan trọng không kém cái việc mà trẻ phải cần có kiến thức trong học tập quý vị ạ. Vô cùng quan trọng luôn. Nhưng không có thời gian nhé, quý vị gặp khó khăn thì tôi cũng biết rồi.
Vậy thì để đồng hành với con trong học tập và giao tiếp, chính quý vị khi ở nhà mùa dịch, quý vị gặp khó khăn gì khi để muốn đồng hành với con ạ? À, quý vị comment đi. Quý vị gặp khó khăn gì ạ? À, để có thể đồng hành cùng với con của mình trong học tập và giao tiếp, nhất là trong cái mùa dịch. Xin mời quý vị ạ. Chính quý vị gặp khó khăn gì ạ? Xin mời quý vị. À, không biết cách à? Rồi. Úi ơi, có con tuổi dậy thì à? Thế thì có cái gọi là cái chương trình gọi là có cái khóa mà tôi có chia sẻ cho các cha mẹ mà có con ở tuổi dậy thì đấy, đó là gì ạ? Cuộc đọc vị tuổi dậy thì đấy ạ, đọc vị tuổi dậy thì, đúng không? Rất nhiều vấn đề, kiến thức chưa đủ ạ, kiến thức chỉ là cơ bản thôi. Ôi không có thời gian ạ. Trời ơi, mùa dịch mà vừa rồi có phụ huynh bảo không có thời gian, chứng tỏ là vô cùng bận rộn, đúng không? Vô cùng bận rộn ạ. À, chính xác ạ, không thống nhất vợ chồng, rồi khó kết nối với con, rồi kết nối với con và đọc vị con tuổi dậy thì. Rồi thậm chí đọc vị cái quá trình phát triển của con để xem là con của mình có vấn đề gì trong quá trình phát triển hay không. Có bao nhiêu bậc cha mẹ muốn đọc vị chính xác con mình, đặc biệt là ở độ tuổi mầm non, comment cho tôi số 7 ạ. Có bao nhiêu vị khát khao mong muốn ạ? Có thể biết được rằng là con của mình trong cái giai đoạn phát triển thì con về ngôn ngữ, về tư duy và về các cái khía cạnh của quá trình phát triển, xem con có sự phù hợp hay không, có cái gì cần phải điều chỉnh tăng tốc lên hay không. Có vẻ rất nhiều ạ. Quý vị cứ muốn đi, quý vị có công cụ ạ. Tí cuối chương trình mà tôi quên thì quý vị nhắc tôi sẽ gọi đi ạ. Quý vị mà mong muốn, những ai mong muốn mà có thể ngồi tại nhà mà đọc vị được con mình, đặc biệt là về cái gọi là tiến trình phát triển của con, để xem con của mình có cần gì gỡ, càng sớm càng tốt ạ, càng bé càng cần gỡ ạ. Khoảng 1-2 tuổi cũng được, 3 tuổi cũng vân vân cũng được, càng tốt, đúng không? Mẫu giáo cũng tốt, để xem có cần gỡ gì không. Thì với vai trò là một chuyên gia của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Tinh thần BrainCare, tôi sẽ gửi đến quý vị một cái đường dẫn để quý vị có thể vào cái nhóm Zalo đó, để hoàn toàn miễn phí quý vị nhá, không có sợ vì phải gặp thầy Tư một cái là đã gọi là giới thiệu để thu phí để kiếm tiền cái thứ không. Quý vị cứ giúp cho con của mình đi, làm một cái công cụ khoa học đi, online thôi và vô cùng đơn giản, bởi hướng dẫn bởi các chuyên gia, để quý vị có thể biết được con của mình, để xem là vậy thì con của mình về ngôn ngữ, trẻ 6 tuổi rồi thì đã phù hợp hay chưa, có cần phải cải thiện cái gì hay không, có cần phải trị liệu không, vân vân, đúng không ạ? Tí nữa tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Nhiều khó khăn lắm quý vị ạ. Tình yêu thương mà gì ạ? Đấy, cái mà chia sẻ mình chưa biết cách là nhiều lắm. Mặc dù là có người có hiểu biết nhưng chưa biết cách. Có người thì quá lo lắng dẫn đến cái chuyện là có nhiều cảm xúc tiêu cực vân vân ạ. Thời gian không có, do đó là cũng xin phép quý vị là được không có... Đây, mấy giờ rồi nhỉ? Không biết sợ quý vị có muộn hay không, vì cũng quá mất thời gian một tí rồi. Và thì có thời gian này tôi sẽ chia sẻ sau. Nhưng mà quy luật vũ trụ ngay từ đầu tôi chia sẻ đấy ạ. Vậy thì rõ ràng con của quý vị trong mùa dịch là có rất nhiều vấn đề trong học tập cũng như là trong cuộc sống. Quý vị cũng có vấn đề, chứ không phải chỉ có con. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể tìm được chìa để mở đây? Tìm được chìa để mở quan trọng hơn rất nhiều ạ. Chứ chỉ nhìn vào vấn đề thôi mà không có chìa để mở thì xin thưa với quý vị, chúng ta có thể chết trong đau khổ ạ, đúng không? Chúng ta có thể bị vùi dập bởi những cái biến cố, những cái gọi là nghịch cảnh trong cuộc đời ạ. Và chúng ta càng trốn thì chúng ta càng toi. Người Việt của mình rất lạ khi mà có vấn đề tâm lý trong cuộc sống. Quý vị nhá, con có rất nhiều vấn đề tâm lý ạ. Những cái cảm xúc mà chúng tôi trong quá trình chúng tôi hướng dẫn, chúng tôi quan sát được trẻ mùa dịch là gì ạ? Trẻ có rất nhiều các cảm xúc tiêu cực, nhận thức của trẻ cũng rất nhiều vấn đề. Bố mẹ cũng vậy và rất cần phải được tư vấn. Nhưng có phải thì có bao nhiêu cha mẹ nghĩ rằng là mình cần phải được tư vấn hay không? Tư vấn tâm lý đấy ạ, bởi các chuyên gia hay không? Hay là mình tự giải quyết được rồi? Giải quyết bằng cách là rất nhiều người giải quyết rất là tốt, nhưng rất nhiều người tìm cách gọi là âm thầm chịu đựng, đúng không? Thậm chí là nghe lời khuyên từ bạn bè có thể cũng tốt, nghe lời khuyên từ giáo viên có thể cũng tốt. Nhưng xin thưa với quý vị, không ai có thể giải quyết được vấn đề tâm lý cho mình bằng chính quý vị. Vậy thì chuyên gia chỉ có thể đồng hành với quý vị để giúp quý vị tìm ra thôi, xem mình gặp phải vấn đề gì thôi, mình có điểm mạnh gì để có thể hóa giải được thôi, có thể phát huy được thôi. Và để rồi quý vị sẽ tự tìm được cho mình
một cái chìa khóa phù hợp để mở cái ổ khóa khi quý vị có những vướng mắc trong quá trình đồng hành với con và trong học tập cũng như là trong cuộc sống, quý vị ạ. Đấy, vậy tôi chỉ mong là quý vị chúng ta hãy tìm được nha, chúc cho quý vị chúng ta tìm được chìa khóa cho mình một cách phù hợp nha. Vậy thì hãy đầu tư cho mình quý vị ạ. Không cái đầu tư gì bằng đầu tư cho chính mình. Khi quý vị cho đầu tư cho cái thân nhiều quá rồi thì hãy đầu tư cho cái tâm của mình đi. Cái người Việt mình là rất lười đầu tư cho cái tâm, chỉ đầu tư cho cái thân là nhiều để béo mầm thôi. Ngày xưa các cụ đã đúc kết rồi, bệnh thì từ miệng mà vào, họa thì từ miệng mà ra. Thế nhưng mà cứ đầu tư cho cái miệng rất nhiều, chứ đầu tư cho cái đầu, đầu tư cho cái tâm thì rất là ít, đúng không ạ? Rồi gì ạ? Trong đạo Phật gì ạ? Thì có ba cái từ khóa rất là tuyệt vời, đó là ba cái báu vật của cuộc đời, gọi là tam bảo đấy ạ. Chắc quý vị cũng nghe nhiều rồi. Đó là Phật, Pháp và Tâm. Đấy chúng chính là cái gì ạ? Cái chân lý của cuộc đời. Rất là tuyệt vời đấy ạ. Thì vậy thì gì ạ? Diễn giải ra cho cuộc đời rằng là vậy thì gì ạ? Chúng ta muốn con của mình có thể học tập tốt mà bớt vấn đề tâm lý trong học tập trong khi ở nhà đi, thì chúng ta phải làm sao? Phải tìm được các cô giáo ạ. Phải yêu thương các yêu các cô giáo. Chứ không lại con không ăn lại gì ạ? Ăn không? Không gọi tên cô giáo ra réo để dọa con. Đấy, ví dụ như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể là gì ạ? Cô giáo có thể trở thành một cái người tuyệt vời về truyền cảm hứng yêu thương được. Rồi chúng ta đừng có quên là gì ạ? Không phải cái gì, tất nhiên mình cũng là chuyên gia cho cuộc đời, nhưng đừng nghĩ rằng cái gì mình cũng có thể giải quyết nhá. Hãy tìm đến các chuyên gia. Đó. Những cái người người ta giỏi thực sự, người ta lại có tâm thực sự để người ta hỗ trợ cho mình. Rồi hãy tìm những cái cuốn sách hay ạ. Đấy, thay vì tủ rượu, vẫn có tủ rượu nhưng cần phải có tủ sách ạ. Có bao nhiêu quý vị cho rằng là trong phòng khách của quý vị cần phải có cái tủ sách ạ, để có thể truyền cảm hứng đọc sách cho con ạ quý vị? Theo quý vị, có ai sẵn sàng là nghe chia sẻ của thầy Tư xong là về sẵn sàng là sẽ cố gắng thiết kế một cái tủ sách ở phòng khách không ạ? Để cho con của mình có thể chúng có nhìn thấy hàng ngày không ạ? Để bỏ bớt cái điện thoại xuống, để mỗi buổi tối là cả bố cả mẹ, đúng không, mỗi người vác cuốn sách ra đọc không ạ? Hay lại ôm cái điện thoại như kiểu ôm tình nhân, đúng không ạ? Đúng không? Rất nhiều người, chúng ta không phải bảo con nghiện điện thoại đâu nhé. Tôi đảm bảo với quý vị là chính chúng ta cũng nghiện, cũng dính mắc, chứ đừng có bảo con. Chúng ta cứ đổ hết cho con thế thôi, đúng không? Chúng ta có tủ sách, chúng ta sẽ tìm kiếm, chúng ta sẽ nhờ chuyên gia tư vấn thêm để tìm kiếm những cái cuốn sách để chúng ta giúp cho cái cách thức của mình hỗ trợ con một cách phù hợp hơn. Bên cạnh, tất nhiên chuyên gia thì nhanh hơn. Chuyên gia người ta đọc sách hộ mình, người ta đúc kết hộ mình, người ta là còn hướng dẫn được thì nhanh hơn đọc sách. Nhưng đọc sách cũng là một phép tu ạ. Đọc sách, sách chính là một loại tài sản trí tuệ, chứ không phải là mạng. Mạng rất nhiều rác, còn sách thì ít rác hơn rất nhiều. Do đó là việc đọc sách và truyền cảm hứng đọc cho các con thì vô cùng cần thiết ạ. Không có thời gian nhưng mà chia sẻ với quý vị, chúng ta cần phải có các cái chiêu để giúp cho con của mình đam mê đọc sách. Ban đầu chúng không thích đâu. Nhưng mà chúng ta mà không có chiêu là không bao giờ thành công được đâu. Người Do Thái người ta dùng cái chiêu là trẻ ngay từ khi hơn một tuổi chưa biết đọc, người ta đã bôi cái mật ong vào trang sách để cho trẻ dùng cái lưỡi của mình để liếm cái trang sách đó, thấy ngọt và yêu sách từ nhỏ. Tất nhiên nhá, đừng có nghe người Do Thái như vậy là bắt chước là trẻ em là cấp cứu nhá quý vị nhá. Bất kỳ một cái gì nghe nhưng mà phải chọn lọc, mà như thế là phải có trí tuệ để phân biệt đúng sai, phù hợp hay không phù hợp. Chứ nghe người Do Thái như vậy là về cũng bôi mật ong vào sách nhà mình, một là hỏng sách, hai là gì ạ? Hai là gì ạ? Con mà liếm cái sách đó của mình là độc chết đấy nhá. Vì cái gì ạ? Cái mực in của mình dành cho trẻ em là không có mực riêng, rất là độc, nhiều chì, không dùng được đâu. Cái cách của người Do Thái rất hay, nhưng chỉ là gợi ý để ta truyền cảm hứng đọc sách cho con thôi. Chứ đừng có về bắt chiếc hoàn toàn giống người Do Thái để mong con mình thành Do Thái là không có đâu. Tất cả các cái chia sẻ quý vị nhá. Và cái cuối cùng là phải có những cái người bạn đó, tốt trong cuộc sống mà họ còn giỏi. Tất nhiên là họ mà dạy con giỏi chưa chắc là mình đã giỏi, mình họ đã thành công đâu nhá. Đừng có bắt chiếc bạn là hỏng đấy. Vì tôi cái cuối cùng tôi xin tặng cho quý vị một cái câu thần chú để quý vị có thể đồng hành hiệu quả với con trong học tập và cuộc sống, đúng không? Câu thần chú ấy còn trên cả chuyên gia, chính là gì ạ? Quý vị có biết là gì không? Đó là gì ạ? Hãy tìm sự thật về đứa trẻ. Quý vị comment đi ạ. Nha. Quý vị muốn có thể thành công trong đồng hành với chúng, trong hỗ trợ chúng, và quý vị phát hiện ra là kể cả hai đứa con của chúng ta đều sinh ra cùng giới nhưng chúng đều khác, chúng có rất nhiều cái khác nhau ạ.
và chúng ta dùng một cách để tương tác, chúng ta chưa chắc đã thành công được đâu ạ. Vâng, hãy tìm sự thật về đứa trẻ nha. Sự thật ấy sẽ giúp cho chúng ta biết cách đồng hành với con, và mới thấy rằng có những đứa trẻ thì điểm mạnh thì có thể nhìn rất dễ bên ngoài, nhưng có những đứa trẻ thì điểm mạnh thì lại không dễ quan sát thấy. Và khi chúng ta tìm sự thật về con mình rồi, chúng ta sẽ tìm được những điểm mạnh. Có những đứa trẻ điểm mạnh hiện ra bên ngoài, nhưng có những đứa trẻ điểm mạnh thì ẩn vào bên trong. Và hành trình làm cha mẹ hạnh phúc, chúng ta thực chất là tìm những điểm mạnh, một là hiện hữu bên ngoài, hai là ẩn giấu bên trong, để giúp cho đứa trẻ cảm thấy mình có giá trị mỗi ngày, để chúng tự tin hơn khi ở trong gia đình. Và hãy nhớ, đừng quên làm sao mà để quản trị được cảm xúc của mình, quý vị ạ. Làm sao phải thải độc được những cái cảm xúc của mình khi mà trong mùa dịch chúng ta ở nhà. Làm sao mà phải có cái vaccine tinh thần trong mùa dịch. Làm sao mà biết cách gì ạ, ngay cả phạt con cũng phải mang tính tích cực. Đúng không? Làm sao mà có thể đánh thức được, duy trì được cảm xúc tích cực cho con của mình. Tôi đã giảng rất nhiều các khóa học cho cộng đồng. Làm sao mà để nhìn nhận đúng về việc học của con, để con học giỏi không mệt mỏi. Và làm sao để chữa lành đứa trẻ bên trong của chính chúng ta, để rồi ta có thể chữa cho đứa con của mình. Thì đấy là cái điều mà tôi vô cùng mong mỏi mỗi chúng ta, quý vị ạ. Đây là cái đường Zalo để vào nhóm, nhóm Brain Phụ Huynh, để giúp cho quý phụ huynh ai có thể có cái công cụ tuyệt vời online, để có thể biết đánh giá được. Chúng ta có thể hoàn toàn trở thành chuyên gia được, để có thể biết hiểu thêm về sự thật về đứa con của mình, để xem trong diễn trình phát triển của con có cần gì phải điều chỉnh không. Vì trong giai đoạn vàng cần điều chỉnh từ khoảng 1 đến 6 tuổi, 0 đến 6 tuổi vô cùng quan trọng, để giúp cho chúng ta có thể biết được sự thật về con của mình một cách khoa học. Xin cảm ơn, biết ơn Thầy Thái, biết ơn tất cả cộng đồng chúng ta đã dành thời gian để nghe tôi chia sẻ. Tất nhiên là còn rất nhiều cái, nhưng mà vì thời gian vô cùng ngắn thì cũng chỉ có thể chia sẻ những cái cơ bản như vậy mà thôi. Và cũng rất là mong muốn rằng là mỗi phụ huynh chúng ta, và tôi cũng phải xin phép được chúc mừng và thực sự là rất là phục quý vị. Quý vị ngay từ buổi sáng sớm cũng đã dành thời gian để vào phòng Zoom để cho tâm của mình được ăn những thức ăn tốt. Không biết có tốt hay không, tôi không dám nhận, nhưng không bảo hơi quá, để tâm được ăn thức ăn, để cho chúng ta có thể có một cái cuộc sống về tâm thức tuyệt vời hơn. Chúc quý vị có những ngày cuối tuần thực sự là mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin chào quý vị. Và quý vị mà cần sự hỗ trợ gì thì quý vị cứ vào nhóm, có cần hỏi gì thì tôi sẽ trao đổi sau. Hoặc là sau chương trình thì quý vị cần hỏi gì thì tôi cũng sẽ dành khoảng ít phút để có thể trao đổi với quý vị. Và xin biết ơn tất cả mọi người. Tư cũng đã cho chúng ta một số cái giải pháp, và tôi còn nhớ có một cái câu nói mà tôi được đọc trong cái cuốn sách về phương án 0 tuổi, mà câu nói này của một nhà sinh học người Nga có viết rằng đối với một em bé sơ sinh, nếu ngày thứ 3 chúng ta mới dạy thì chúng ta đã chậm mất 2 ngày, đúng không ạ? Vậy mà trong suốt thời gian qua khi mà dịch bệnh diễn ra thì chúng ta đã để con mình chậm bao nhiêu ngày vậy, đúng không ạ? Và quý vị biết không, giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi là giai đoạn vàng của phát triển nhận thức của các bé. Và trong mỗi cái giai đoạn đó thì những đứa trẻ của chúng ta, nhu cầu phát triển của các con nó ở cái mức độ khác nhau. Và bao nhiêu trong số quý thầy cô và bố mẹ biết rằng từ giai đoạn 10 tháng đến 20 tháng thì cái nhu cầu về phát triển ngôn ngữ của các con nó cao đến cái mức độ như thế nào? Và tại sao lại có rất nhiều những đứa trẻ chậm nói ở cái giai đoạn khi công nghệ phát triển như thế này vậy? Tại sao ở ngày xưa các con không có công nghệ và cũng không được thầy cô tương tác quá nhiều, nhưng các con sẵn sàng chạy sang hàng xóm, chạy ra ngoài ngõ để có thể giao tiếp, để có thể cố gắng để giao tiếp với ai đó mà các con lại phát triển về ngôn ngữ nhanh như thế? Và cái giai đoạn từ 1 đến 2 tuổi cũng vậy. Cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà các con có nhu cầu nhận thức về những cái sự vật, hiện tượng, đồ vật xung quanh nhiều đến như vậy, trong cái việc là màu sắc, tên, gọi, đặc điểm. Nhưng chúng ta lại không cho con những cái cơ hội đấy nhiều bằng cái việc là cho các con cầm những cái iPad, những cái điện thoại để bố mẹ có thời gian làm những cái việc khác, đúng không ạ? Và ở 3 đến 4 tuổi cũng vậy. Các con có nhu cầu bắt đầu kết nối, bắt đầu giao lưu, bắt đầu trò chuyện và chơi cùng với bạn, chơi cùng với người khác rồi. Nhưng vì quá bận rộn,
chúng ta lại không tạo cái điều đó cho các con. Khi các con không có cơ hội đến trường để giao tiếp với cô, giao tiếp với bạn, thì ở nhà bố mẹ cũng không có điều kiện để làm cái điều đó. Và đối với những đứa trẻ 5-6 tuổi cũng vậy. Nhu cầu phát triển về tình cảm, phát triển những cái kỹ năng xã hội, phát triển về tự tin để có thể kết nối với một cái cấp học khác, thì chúng ta cũng không có cơ hội để tạo cho các con những cái điều đó. Và rất rất nhiều những bố mẹ nghĩ rằng làm thế nào để con học được nhiều chữ, tính được nhiều con số trong các cái bài toán để các con có thể vào lớp 1. Thì cái điều đó thực sự là như thầy Tư cũng đã chia sẻ, đấy là những cái kiến thức về số lượng thôi ạ, về những cái kiến thức ảo thôi ạ. Và tôi với cái kinh nghiệm đã làm rất nhiều trong cái lĩnh vực mầm non và quản lý mầm non, thì tôi luôn luôn tư vấn với những bố mẹ mà có con từ 5 đến 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 là cái việc quan trọng nhất không phải là cái việc mà nhồi nhét cho con học bao nhiêu chữ, đọc bao nhiêu từ hay là làm bao nhiêu phép toán, mà hãy cho con đi giao lưu, đi trải nghiệm nhiều vào để con phát triển cái sự tự tin mạnh dạn trong giao tiếp. Một đứa trẻ mạnh dạn tự tin và sẵn sàng giao tiếp, sẵn sàng mạnh dạn để phản biện thì đứa trẻ đó ở đâu cũng thành công. Và chính chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng chiêm nghiệm được điều đó đúng không ạ? Những đứa trẻ biết nhiều, nhiều phép toán, nói được nhiều thì bao nhiêu đứa trẻ đó thông minh và thành công sau này bằng những đứa trẻ mà nó thông minh, tự tin và nó dám phản biện, nó dám đưa ra những cái ý kiến bày tỏ của mình ở bất kỳ nơi nào các con hướng tới đúng không ạ? Và chúng ta cần phải tìm đến những cô giáo, những chuyên gia để chúng ta nhờ những người đó phát triển cho con của chúng ta. Và chúng ta cũng cần đến những cái cuốn sách như thầy Tư nói. Cuốn sách ở đây không phải chỉ là những cái cuốn sách trên giá của chúng ta đâu ạ, là rất nhiều những cái nơi mà chúng ta có thể học hỏi được những cái kinh nghiệm, những cái bài học để nuôi dạy con cái giống như thầy Tư vừa chia sẻ và giống như trong cộng đồng SE thầy Thái hàng ngày làm với chúng ta, và giống như trong nhóm chuyên gia mầm non chúng tôi cũng thành lập ra những cái câu lạc bộ phụ huynh, câu lạc bộ giáo viên để chính những giáo viên, những người mẹ, những người cha ở trong đó có thể học hỏi được những cái kinh nghiệm và chúng ta có những cái môi trường để chúng ta hoạt động. Đấy là cái việc mà chúng ta cùng nhau neo cảm xúc để chúng ta thấy được rằng cái việc này bây giờ chúng ta không thể dừng lại nữa rồi, chúng ta phải hành động thôi để các con có một môi trường phát triển, để các con có cơ hội để học hỏi theo đúng cái lứa tuổi của mình. Và đó là những cái điều mà nhóm chuyên gia mầm non và các cái câu lạc bộ như là câu lạc bộ giáo viên, câu lạc bộ phụ huynh, chúng tôi mong muốn rằng quý thầy cô và tất cả quý phụ huynh chúng ta tham gia vào để chúng ta cùng hành động vì một thế giới trẻ em, vì chính những đứa con của chúng ta, mà không phải là chúng ta dùng những cái từ ngữ để phán xét, để phê bình, để bình phẩm giống như là con nhà người ta thế này, con nhà người ta thế kia, mà chúng ta phải hành động với chính con của mình ạ. Và ngay bây giờ thì giải pháp đó như thế nào đối với những đứa trẻ, chúng ta có thể làm gì ngay bây giờ, thì tôi xin kính mời cô Trần Hằng phụ trách xây dựng những cái chương trình rất là tuyệt vời dành cho các con mầm non. Xin kính mời cô Trần Hằng ạ. Chào.